Tử vi tuổi Canh Ngọ 1990 tháng 12 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, một số lý thuyết khoa học mới nhất giúp chúng ta hiểu các nguyên lý mà người xưa dựa vào đó để xây dựng nên thuật phong thủy. Ngày nay, chúng ta đã nhận ra rằng vạn vật trong vũ trụ không đứng yên, chúng đều vận động theo một quy luật nhất định, từ đó có thể dự đoán được vận mệnh của con người thông qua những dấu hiệu nhất định. Các nhà tư tưởng triết học thời cổ đại đã tìm ra một mô thức cho việc xác định những nét chung của tính cách và giải đoán số phận con người thông qua việc nghiên cứu mối tương quan giữa con người và tự nhiên. Các quy luật âm dương ngũ hành, tử vi cát hung nạp vận, hung cát của những gia chủ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 trong tháng 12 âm lịch sẽ diễn ra như thế nào? Mời quý vị hãy nghe những lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy hàng đầu của Hiệp hội Phong thủy trong video ngay sau đây của chúng tôi. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mã âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại hiện trên màn hình. Tổng quan tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 và kết thúc vào ngày 30 tháng 12 âm lịch, từ ngày 13 tháng 1 đến ngày 11 tháng 2 dương lịch. Tháng Kỷ Sửu có nạp âm là Phích Lịch Hỏa, tháng Sửu lục hợp tí, tam hợp tỵ và dậu thành kim cục, xung mùi, hình tuất, hải ngọ, phá thìn, tuyệt mùi. Đối với những người tuổi Canh Ngọ trong tháng 12 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 4 tháng 12, tức ngày 16 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tý. Thứ hai là ngày âm lịch 16 tháng 12, tức ngày 28 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tý. Thứ ba là ngày âm lịch 28 tháng 12, tức ngày 9 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tý. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Canh Ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với những người tuổi Canh Ngọ trong tháng 12 âm lịch năm Canh Tý 2020. Thứ nhất là ngày âm lịch 11 tháng 12, tức ngày 23 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mùi, có nạp âm là Lộ Bằng Thổ. Thứ hai là ngày âm lịch 23 tháng 12, tức ngày 4 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mùi, có nạp âm là Dương Nữ Mộc. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi, để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Canh Ngọ 1990 tháng 12 âm lịch. Tuổi Ngọ là biểu tượng cho con ngựa, là con giáp đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng 12 con giáp. Người tuổi Ngọ nói chung và Canh Ngọ nói riêng là người luôn tôn thờ tự do và độc lập. Họ là những người thông minh, nhanh nhẹn, đa tài nên họ dễ thành công trong mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, không phải lúc nào họ cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi bắt đầu. Trong tháng này, các gia chủ tuổi Canh Ngọ sẽ cần chú ý nhiều về tính tình của mình. Các mệnh chủ cần bình tĩnh, tìm hiểu rõ ràng chi tiết vấn đề mình gặp phải rồi mới đưa ra phương án tối ưu để giải quyết. Tránh trường hợp suy nghĩ nhiều không thấu đáo sẽ ảnh hưởng lớn tới công việc mình đang tiến hành triển khai trong tháng này. Các gia chủ Canh Ngọ sẽ cần chú ý ngày âm lịch 16 tháng 12, tức ngày 28 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tý. Đây là ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990. Trong ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch,
động thổ, tiến hành hợp tác, làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Để mọi phương diện diễn ra thuận lợi, suôn sẻ hơn, những gia chủ canh ngọ nên sử dụng pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Pháp khí sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ và là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Về sự nghiệp, tử vi tháng 12 tuổi canh ngọ dự đoán rằng những người sinh năm 1990 sẽ có nhiều may mắn trong sự nghiệp. Bạn nên nắm bắt cơ hội và thiết lập kế hoạch nghề nghiệp rõ ràng. Theo cách đó, bạn có thể đạt được từng bước mục tiêu của mình. Nếu bạn nỗ lực không ngừng, cuối cùng bạn sẽ đạt được mục tiêu. Kết quả bạn đạt được ngày hôm nay cũng một phần nhờ sự giúp sức và ủng hộ từ các nhà quản lý, sếp và sẽ đạt được vị trí cao hơn trong sự nghiệp. Cho nên bản mệnh hãy có những cư xử đúng mực, đừng để một vài hành động quá khích làm mất điểm của bạn trong mắt đồng nghiệp. Hơn nữa, tuổi canh ngọ là người luôn tự lực cánh sinh, chủ động trong công việc của mình, chứ không chờ đợi bất cứ ai, cũng không mong chờ được giúp đỡ. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ canh ngọ nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, trừ phúc, nạp tài, định hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm có giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Quý vị thân mến, trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng bỏ lỡ cơ hội được tư vấn miễn phí từ thầy Gia Cát tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mùa màng âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang hiện trên màn hình. Tài lộc của tuổi canh ngọ. Trong tháng 12 âm lịch, tuổi canh ngọ không chỉ may mắn trong sự nghiệp mà tài lộc cũng vậy. Bạn sẽ nhận được thu nhập từ tiền lương và có thêm tiền thưởng. Việc bạn phần dành lớn thời gian cho việc cải thiện hiệu suất làm việc và tăng năng lực cá nhân đã giúp tăng thu nhập đáng kể trong tháng này. Hơn nữa, người tuổi canh ngọ rất nhạy bén và biết thời cơ, nắm bắt, đầu óc kinh doanh, táo bạo, cho bạn khoản tích lũy không hề nhỏ. Tuy vậy, bạn tính phóng khoáng, chi tiêu không hề kế hoạch nên tiền làm ra cũng không giữ được bao nhiêu. Cần có kế hoạch chi tiêu cụ thể thì mới có thể để ra được. Để may mắn thành công, anh chị tuổi canh ngọ hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật, cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Tình cảm và gia đạo. Tình yêu và mối quan hệ tình cảm có thể tốt cho những người sinh năm 1990 trong tháng 12 âm lịch sắp tới. Bạn có thể phải lòng với ai đó và cần nắm bắt cơ hội. Hai bạn sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong công việc. Với những người không phù hợp, hãy nhất quyết từ chối, không liên quan, chỉ tốn kém thời gian và tiền bạc. Những cảm xúc của bản mệnh lên xuống thất thường gây ảnh hưởng ít nhiều tới chuyện tình cảm của những người đã lập gia đình. Bản mệnh không dành nhiều thời gian bên nửa kia khiến đôi bên trở nên xa lạ, xa cách và thiếu sự thấu hiểu, khiến số lần chiến tranh lạnh nhiều lên trông thấy. Hãy bao dung và nhường nhịn nửa kia chủ động, nhận lỗi, dù lỗi thuộc về ai đi chăng nữa thì cũng giữ gìn hòa bình. Bên cạnh đó, trong tháng 12, gia đình bạn sẽ có chuyện vui, có thể một chuyến du lịch ở nơi xa. Đây là cơ hội để gia tăng tình cảm gia đình, cải thiện mối quan hệ của bạn với các thành viên. Vậy nên để kích hoạt đào hoa, người tuổi canh ngọ hãy sử dụng vòng tay tam giác khai vận, sơn, ngọ, tuất. Vòng sẽ giúp chiêu mời quý nhân, giúp hóa giải mâu thuẫn, tăng cường mối quan hệ vợ chồng và cải vận tình duyên cho người độc thân. Sức khỏe của tuổi canh ngọ. Tháng này sức khỏe không có gì đáng lo ngại, tuy nhiên bạn vẫn cần chú ý đến thể trạng của cơ thể. Cơ thể sẽ dễ bị suy nhược nếu bạn tiếp tục thức khuya. Nếu đã có tiền sử mắc bệnh, hãy chú ý đến trường hợp tái phát trong tháng này. Bản mệnh hãy ra ngoài thay đổi không khí, tổ chức những chuyến đi và cho bản thân và gia đình lái xe cần chú ý xảy ra bất trắc. Đồng thời, bạn cần chắc chắn đảm bảo có giấc ngủ đủ, chăm sóc bản thân, có chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt hợp lý. Đôi khi chỉ cần gạt bỏ công việc sang một bên để tĩnh dưỡng lại tinh thần sức khỏe, chớ nên âu sầu lo lắng vì những chuyện đã qua, tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh, vui vẻ được. Bạn cũng nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Ngoài ra, gia chủ tuổi canh ngọ nên đem theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam giác khai vận, sơn, ngọ, tuất để đem lại sức khỏe và sự bình an trong tâm thức.
Trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ đến anh chị và các bạn vận trình tử vi tuổi Canh Ngọ trong tháng 12 âm lịch năm 2020. Để may mắn thành công, các anh chị hãy chú ý mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là vật phẩm chứa đựng linh khí trời đất, hội tụ bởi những tinh hoa của Phật Pháp cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ video của chúng tôi. Mọi người đừng quên like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!